Các bạn đây là viết dán băng dính chịu nhiệt cho phần finger của mạch điện tử. Đây là mạch điện tử của Google. Và sau đây tôi sẽ thao tác cho các bạn xem hoạt động của dích. Công nhân sẽ gạt dích định vị để dán tem. Tem sẽ được dán vào các cái rãnh định vị sẵn. Sau khi dán xong, công nhân cầm tay cầm kéo dích xuống, bắt đầu dán băng dính. Ghi nhớ là khi đến các cái vị trí định vị sẵn trên bo, công nhân cầm cắt. Và đây là bo đã được cắt 1, 2, 3. Toàn bộ phần finger của mạch điện tử đã được dán băng dính để bảo vệ.